Sáng ngày 27 tháng 5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổng kết một năm phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng công an xã, phường, thị trấn. Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Bộ Công an có kế hoạch 230 phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng công an xã, phường, thị trấn. Chào mừng thành công bầu cử Quốc hội khóa 15, bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các ngày lễ lớn của đất nước. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố, một năm qua, Công an các xã, phường, thị trấn vừa tích cực tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, ngày đêm tham gia thực hiện tốt hai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân, vừa tổ chức trên 1.200 đợt phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, vận động thu hồi rất nhiều súng, đạn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm. Tiếp tục duy trì hơn 1.170 nhóm Zalo, thôn, buôn, tổ dân phố để phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng. Tổ chức trên 3.100 lượt tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, kiểm danh kiểm diện hơn 2.850 lượt đối tượng, gọi hỏi răn đe giáo dục cảm hóa 643 đối tượng, phối hợp với công an cấp trên điều tra khám phá 677 vụ án, tích cực tham gia phối hợp triệt phá 353 vụ đánh bạc, trong đó có nhiều vụ quy mô lớn. Rất nhiều đơn vị công an xã, phường, thị trấn còn tích cực thi đua lan tỏa nhiều hình ảnh đẹp, nhiều việc làm nhân văn, như tích cực đóng góp, kêu gọi và đồng hành cùng các mạnh thường quân, cá nhân, tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm trong và ngoài lực lượng quyên góp để ủng hộ, chia sẻ giúp đỡ những hộ nghèo, người tàn tật, gia đình chính sách, học sinh ở vùng sâu, vùng xa biên giới, vùng bị thiên tai, dịch bệnh. Những đóng góp đó của lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong thời gian qua cũng luôn được nhân dân quan tâm, dõi theo và gửi rất nhiều thư khen ngợi, cảm ơn. Trong đó có nhiều lá thư được viết tay rất cẩn thận, chứa đầy sự chân tình, trân trọng và tin tưởng vào lực lượng công an. Với những kết quả đó, tại hội nghị tổng kết, nhiều tập thể cá nhân công an xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt một năm qua đã được nhận bằng khen của Bộ Công an và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của tôi.